mình bắt đầu chơi Play Together từ ngày 30 tháng 8 tới nay là cũng đã 11 tháng rồi. Đây là cái con nhân vật đầu tiên của mình khi mà mình chơi game này. Còn đây là cái avatar của mình. Hôm nay để kỷ niệm mình đã được 400k sub, cùng mình vẽ một cái avatar mới nha. Tính tới thời điểm hiện tại thì đối với mình, Play Together vẫn là chiếc game dễ thương nhất và có nhiều kỷ niệm nhất. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì nhờ sự ủng hộ và yêu mến của mọi người, mình mới có thể gắn bó với game và làm video đến ngày hôm nay. Hy vọng là ở chặng đường tiếp theo chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chơi cùng nhau. Không chỉ là Play Together mà còn nhiều game cute khác nữa. À, chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc cho nên là mình trả lời luôn. Mình đang vẽ bằng cái phần mềm Procreate và dùng bút Apple Pencil 2 nha. Còn iPad của mình là iPad Pro 2021. Mình hết biết nói gì nữa rồi, mọi người coi mình vẽ nha. Ta-da, xong rồi nè.